các chuyên gia của công ty tư vấn bất động sản Savo Việt Nam nhận định rằng thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sáng sủa hơn vào cuối năm nay và bước sang năm 2014. Đây là ghi nhận tại buổi công bố kết quả khảo sát thị trường quý 3 của Savo ngày hôm qua, 8 tháng 10, cho thấy quý 3 năm nay lượng căn hộ bán tăng cao nhất trong vòng 2 năm qua. Báo cáo của Savo Việt Nam cho thấy quý 3 năm nay, thị trường căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng cao nhất kể từ quý 3 năm 2011. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng căn hộ bán được trong quý này tăng 52%. Trong đó chủ yếu lượng căn hộ bán được thuộc phân khúc bình dân có giá lao động từ 12 đến 17 triệu đồng một mét vuông. Ông Trương An Dương, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển biến tích cực và sáng sủa hơn vào cuối năm nay và năm tới đây. Nguồn cầu về nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái trung tâm lớn ở tại Việt Nam thì vẫn đang rất là nhiều. Thì cái đấy là những cái mà chúng tôi dựa vào những cái đấy để dự báo một cái sự khởi sắc mà bền vững hơn cho thị trường căn hộ. Với những cái bối cảnh mà kinh tế vĩ mô cũng như cái thị trường bất động sản còn đang lành thì đây là cái điểm sáng mà các nhà phát triển bất động sản đang kỳ vọng đến để giải quyết cái phần khó khăn của thị trường bất động sản trong thời gian qua. Đây là quý thứ ba liên tiếp trong năm 2013, thị trường căn hộ ghi nhận mức tăng so với quý liền trước, mặc dù bức tranh chung của thị trường rõ ràng vẫn đang nghiêng về phân khúc nhà giá thấp.